Cũng trong ngày hôm qua, thì một vận động viên nhảy dù đã bị mắc vào đường dây điện 35 kV, khiến xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình đã phải cắt điện toàn xã để giải cứu cho vận động viên này. Trước đó, trong quá trình tiếp đất, vận động viên này đã bị mắc vào đường dây điện và bị treo lơ lửng ở trên không. Vị trí xảy ra sự cố mắc kẹt nằm cách đường cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình 30 m. Sau gần 2 giờ đồng hồ, vận động viên này được giải cứu thành công và toàn xã cũng đã có điện trở lại ngay sau đó. Vâng, đây chính là hình ảnh của vụ hỏa hoạn do chập điện xảy ra ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh vào tối ngày hôm qua. Lửa bốc lên ngùn ngụt từ kho chứa bạt của một gia đình. Sau ít phút thì khói lửa đã bao trùm rồi lan sang ngôi nhà 3 tầng một tum cùng với khuôn viên. Vụ cháy xảy ra khi không có ai ở nhà, thế nên may mắn là không có thiệt hại về người. Ngôi nhà cùng nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động 4 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến dập lửa. Sau khoảng 1 tiếng, đám cháy cơ bản được dập tắt. Trước đó một ngày tại huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh cũng đã xảy ra cháy ở nhà 2 tầng kết hợp với kinh doanh. Công an quận Tây Hồ phối hợp với đội quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa tịch thu và tiêu hủy 1,6 tấn chân giò lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số chân giò lợn này đang được đưa đi tiêu thụ trên một xe tải đang dừng đỗ tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Thời điểm kiểm tra thì trên xe có 161 túi ni lông chứa chân giò lợn có trọng lượng là 1,6 tấn, không có hóa đơn chứng từ chứng minh được xuất xứ hàng hóa. Tổ công tác đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số thực phẩm trên để tiêu hủy và xử phạt vi phạm hành chính chủ cửa hàng về hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh tại 26 tỉnh thành đã bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 vừa qua và cơn lũ. Đó chính là cảnh báo được đưa ra từ Cục Thú Y. Bão số 3 và đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 21.000 con gia súc, 2,6 triệu con gia cầm chết. Tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thì đây cũng chính là nơi mà dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh nhất như là Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh. Cục Thú Y đề nghị các địa phương theo dõi, giám sát để xử lý kịp thời nhằm có thể xử lý được bệnh dịch này và không được vứt xác gia súc, gia cầm bừa bãi làm ô nhiễm môi trường. Cũng theo đó thì hỗ trợ cho các địa phương thuốc sát trùng và vaccine. Vào cuối tuần qua, quận Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức đấu giá 27 thửa đất ở tại 3 phường Phú Lương, Yên Nghĩa và Dương Nội. Sau 14 tiếng, trải qua 14 vòng trả giá thì cuộc đấu giá đã kết thúc với lô trúng cao nhất lên đến 262 triệu một mét vuông. Đây chính là mức giá cao 8 lần mức giá khởi điểm. Phiên đấu giá được tổ chức từ sáng ngày 19 tháng 10 với trên 200 nhà đầu tư tham dự. Cuộc đấu giá đã tổ chức bỏ phiếu nhiều vòng với mức giá là 10 triệu đồng một mét vuông. Các lô đất dao động từ 49 cho tới 72 triệu một mét vuông. Giá khởi điểm là 22,8 cho tới 32,2 triệu đồng một mét vuông, tương đương với khoảng đặt cọc là từ 222 cho đến 436 triệu đồng một thửa. Mức giá này được đánh giá là khá cao so với các phiên đấu giá trước tại Quốc Oai, Thanh Oai, Hoài Đức khi mà giá khởi điểm thì rất thấp, chỉ từ 3,8 cho tới 8 triệu đồng một mét vuông. Người chúng cần nộp số tiền còn lại chậm nhất là 3 tháng kể từ khi chúng đấu giá. Còn nếu không nộp tiền đúng hạn thì người chúng có thể mất tiền cọc và quyền sở hữu đất. Theo kết quả khảo sát hơn 30.500 doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê thì có 42,2% doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá xu hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của quý 4 này sẽ tốt hơn so với quý trước đó. Theo đó thì các chỉ số cân bằng có nhiều yếu tố như là đơn đặt hàng mới, sử dụng lao động và khối lượng sản xuất đều được dự báo sẽ tăng trưởng trong quý cuối năm. Khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI dự báo đạt kết quả khả quan cao nhất với mức tăng dự báo cho khối lượng sản xuất và đơn hàng mới đều cao nhất trong các khu vực. Cũng theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê thì hơn 40% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 sẽ ổn định hơn so với quý trước. Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục rà soát làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thống nhất phương án đầu tư sân bay Côn Đảo trong tháng 10 năm 2024. Đây là nội dung công văn trả lời của Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị của cử tri Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị sớm triển khai dự án nâng cấp mở rộng sân bay Côn Đảo. Theo Bộ Giao thông Vận tải thì do hạn chế về cơ sở hạ tầng, cảng hàng không Côn Đảo chưa tiếp nhận được các loại máy bay lớn như là A320, A321 mà chỉ tiếp nhận được các loại tàu bay như ATR72, Embraer E190. Do đó thì việc khai thác đến Côn Đảo có phần nhiều hạn chế. Sau khi Bamboo Airways ngừng khai thác đường bay Hà Nội Côn Đảo, hiện tại chỉ có Vietnam Airlines và Vasco khai thác đường bay Côn Đảo Thành phố Hồ Chí Minh và đường bay Côn Đảo Cần Thơ.
Trước đó, cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiến nghị là cần có biện pháp tăng cường chuyến bay để người dân và du khách đi lại thuận lợi hơn, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương. Thưa quý vị, Cục An ninh Hàng không Dân dụng Ấn Độ đã triệu tập cuộc họp khẩn với các giám đốc điều hành và đại diện các hãng hàng không ở New Delhi về sự gia tăng đột ngột về số vụ đe dọa đánh bom nhằm vào các chuyến bay nội địa và quốc tế. Các nguồn tin cho biết hơn 30 chuyến bay của nhiều hãng hàng không bao gồm Air India, Vistara và Indigo đã nhận lời đe dọa đánh bom chỉ trong ngày 19 tháng 10, khiến các cơ quan an ninh lo ngại. Trong tuần qua, ngành hàng không Ấn Độ đã gặp nhiều xáo trộn khi hơn 70 chuyến bay nội địa và quốc tế của hãng này phải nhận những lời đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó là giả. Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ có kế hoạch đưa ra các quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn những vụ đe dọa đánh bom nhằm vào các hãng hàng không, bao gồm cả việc đưa thủ phạm vào danh sách cấm bay. Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Đức Marco Buschmann vừa đưa ra cảnh báo về mối đe dọa khủng bố rất nghiêm trọng ở nước này. Động thái này diễn ra sau khi cảnh sát Đức thông báo bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan đến IS có âm mưu tấn công Đại sứ quán Israel tại nước Đức ngày 19 tháng 10. Theo đó, thì các địa điểm của người Israel hiện nay rất dễ trở thành mục tiêu của các phần tử khủng bố. Ông Buschmann nhấn mạnh rằng việc bảo vệ những địa điểm này có tầm quan trọng trong thời điểm hiện tại khi mà chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan đang lôi kéo nhiều người đi theo. Giới chức Đức khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để có thể ngăn chặn các kế hoạch của những đối tượng có tư tưởng thù ghét Israel và người bài Do Thái. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo, kho dự trữ vaccine ngừa dịch tả toàn cầu đã hoàn toàn cạn kiệt. Đây là nỗ lực kiểm soát sự lây lan của căn bệnh này vào tình thế nguy hiểm. Theo WHO, thì dù công tác sản xuất vaccine đang được tiến hành hết công suất, nhưng nhu cầu thì vẫn vượt xa nguồn cung. Tính đến ngày 14 tháng 10, kho dự trữ toàn cầu vaccine uống ngừa dịch tả đã không còn liều nào có sẵn. Và dự kiến thì phải vài tuần tới nữa mới có thêm lô vaccine mới được sản xuất. Tính từ đầu năm đến nay, số ca mắc bệnh tả trên toàn cầu đã giảm 16% so với năm ngoái, nhưng số ca tử vong tăng vọt 126%. Sự gia tăng tỷ lệ tử vong có thể là do những đợt bùng phát dịch xảy ra ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, nơi tiếp cận dịch vụ y tế khó khăn, cũng như ở những khu vực bị lũ lụt. Vâng, thử tưởng tượng chỉ với 100 yên, tức là chưa đến 17.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu một căn nhà tại Nhật Bản. Câu chuyện có vẻ như khó tin này, thế nhưng là sự thật tại thành phố Uozu của tỉnh Yokohama, nơi dân số đang sụt giảm nghiêm trọng. Tại thành phố này thì giới chức đã kêu gọi địa phương thì hãy đăng ký các ngôi nhà ở bị bỏ không vào một ngân hàng nhà ở chung và giao bán chúng với giá là chỉ 100 yên mỗi một căn nhà. Chính sách này đã được đưa ra kể từ tháng 8 năm nay với kỳ vọng là sẽ góp phần thúc đẩy giúp cho nhiều người sinh sống ở thành phố này cũng như là mở rộng các hoạt động làm ăn kinh doanh. Và không chỉ vậy, giới chức thành phố này còn hỗ trợ tài chính với 100 đến 500 nghìn yên cho cả những phía người bán và người mua để có thể thúc đẩy giao dịch cũng như là sửa chữa, nâng cấp lại những ngôi nhà. Những người yêu thích thiên văn học tại Mexico vừa có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng có 102, đó chính là sao chổi hiếm gặp mang tên là tờ Tsusinchan Atlas bay qua bầu trời nước này. Những người quan sát đã tập hợp tại một công viên ở miền trung của Mexico để chứng kiến sao chổi khi nó bay qua ở vị trí gần trái đất nhất, cách hành tinh của chúng ta tới 71 triệu km. Có tên mã là C2023A3, sao chổi này mới chỉ được phát hiện hồi năm ngoái và sẽ chỉ trở lại vị trí gần nhất với trái đất sau 80.000 năm nữa. Điều này thì càng biến trải nghiệm quan sát của những người được theo dõi hiện tượng trở nên độc đáo và có ý nghĩa hơn. Trung Quốc đang xây dựng một phòng ngầm nhằm tìm kiếm lời giải cho câu đố vật lý cơ bản về bản chất của các loại hạt. Phòng thí nghiệm ngầm rộng lớn này đang được kỳ vọng sẽ về đích nhanh hơn các nhà khoa học tại Mỹ, quốc gia cũng vốn đi đầu hàng đầu trong lĩnh vực này. Trong chuyến tham quan đài quan sát do Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc tổ chức cho giới truyền thông quốc tế, người quản lý dự án cho biết cơ sở nghiên cứu khổng lồ này sẽ giải quyết vấn đề phân cấp khối lượng được cho là rất quan trọng để cải thiện các lý thuyết về vật lý hạt. Trung Quốc đã nổi lên như một cường quốc khoa học trong những năm gần đây, đầu tư hàng tỷ đô la vào nghiên cứu tiên tiến để cạnh tranh với Mỹ và các nước khác. Đài quan sát neutrino ngầm Giang Môn, một cơ sở hiện đại để nghiên cứu các hạt hạ nguyên tử cực nhỏ tại Khai Bình, tỉnh Quảng Đông, nằm dưới độ sâu 700 mét để hạn chế phát xạ bức xạ. Bên trong là máy dò nhằm phát hiện hạt neutrino. Đây là một quả cầu bằng thép không gỉ và acrylic, có đường kính khoảng 35 mét, được các sợi cáp bao bọc chằng chịt.
Hiện tại có một thí nghiệm đang được lên kế hoạch ở Mỹ, một thí nghiệm ở Nhật Bản đang được xây dựng, có một thí nghiệm ở Pháp dưới biển cũng đang được xây dựng, có một thí nghiệm ở Nam Cực đang được lên kế hoạch. Tất cả đều cố gắng để hiểu được hệ thống phân cấp khối lượng neutrino. Chúng tôi ít nhiều là những người đầu tiên hoàn thành và bắt đầu thu thập dữ liệu. Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ là những người đầu tiên thực sự có được những thông tin cụ thể về hệ thống phân cấp khối lượng neutrino. Bắt đầu được xây dựng vào năm 2014, đài quan sát Giang Môn có chi phí xây dựng khoảng 2,2 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 7,8 nghìn tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm tới. Nghiên cứu của dự án cũng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về trái đất, mặt trời và các ngôi sao cũng như các siêu tân tinh khác. Neutrino là các hạt cơ bản tồn tại xung quanh chúng ta và di chuyển gần bằng tốc độ ánh sáng. Các nhà vật lý đã biết về chúng trong nhiều thập kỷ nhưng vẫn thiếu kiến thức sâu về cách chúng hoạt động. Các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng dự án Juno để phát hiện các hạt neutrino do hai nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc phát ra. Mỗi nhà máy cách đài quan sát này 53 km. Là nhà khoa học, tất cả chúng ta đều muốn trở thành người đầu tiên đến đích. Đối với các nhà khoa học, đối với khoa học cơ bản, người đầu tiên mới có ý nghĩa, người đến đích thứ hai không có ý nghĩa gì cả. Mặc dù các thí nghiệm tương tự sẽ diễn ra ở Mỹ và Nhật Bản trong những năm tới, dự án Juno đang dẫn đầu cuộc đua. Khoảng 750 nhà khoa học từ 17 quốc gia đang tham gia vào dự án hợp tác này. Khi cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc về khoa học và công nghệ ngày càng nóng lên, Washington đã điều tra các học giả gốc Hoa tại Mỹ và khuyến khích các tổ chức trong nước giảm bớt quan hệ với các đối tác Trung Quốc. Thế nhưng một số học giả người Mỹ vẫn muốn tham gia dự án Juno bởi bằng cách làm việc cùng nhau, họ có thể cho thấy khoa học có thể và phải là phi chính trị. Hồi giữa tuần vừa rồi thì nền tảng bán hàng trực tuyến Temu của Trung Quốc đã phản hồi văn bản của Ủy ban châu Âu yêu cầu Temu phải công khai các biện pháp loại trừ hàng giả hoặc có thể gây nguy hiểm cho người dùng. Hãng cam kết cũng sẽ tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu. Temu cũng giống như Shein đều từ Trung Quốc và đang ngày càng thu hút được nhiều khách hàng châu Âu nhờ giá bán sản phẩm ở mức rất thấp. Phóng viên Lê Hồng Quang sẽ điểm lại một số thông tin trên các bài báo châu Âu vào tuần qua. Kính chào quý vị khán giả. Những sản phẩm có giá bán rẻ đến mức khó hiểu từ các nền tảng bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc đang làm đau đầu giới quản lý nhà nước và doanh nghiệp châu Âu. Tờ Vaterland ra tại Liechtenstein hôm thứ Năm vừa rồi lấy ví dụ một đôi giày nam giá 5 franc chỉ bằng ly cà phê trong quán, đồng hồ thông minh 10 franc, máy đo huyết áp chưa tới 15 franc. Những mức giá quá hời từ Temu hay Shein hấp dẫn tới mức khó tin, nhưng đúng là từ châu Âu có thể mua được với giá như thế thật. Khoảng 2 tỷ bưu phẩm hàng hóa lặt vặt đã từ Trung Quốc vào châu Âu trong năm 2023. Cơ quan hải quan không thể theo dõi xuể. Vấn đề của những món hàng rẻ tiền đó, theo bài báo, thứ nhất là nhiều sản phẩm bị lỗi. Thứ hai là bán hàng theo cách thức bị cấm tại châu Âu, kiểu tác động tâm lý khách hàng, siêu giảm giá sẽ kết thúc trong 10 giây nữa, hoặc là tạo ấn tượng không mua nhanh là hết hàng. Thế và thứ ba là lách thuế bằng cách chia thành nhiều bưu phẩm, bởi vì Liên minh châu Âu miễn thuế cho hàng nhập khẩu có giá trị thấp hơn 150 euro. Cách đây 10 hôm, Ủy ban châu Âu đã gửi văn bản yêu cầu Temu phải giải thích cơ chế ngăn chặn sản phẩm bất hợp pháp cũng như cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng theo đúng như đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu. Tờ Jyllands-Posten ra tại Đan Mạch cho biết rằng Temu đã nhanh chóng phản hồi rằng an toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Nền tảng bán hàng trực tuyến cam kết hợp tác đầy đủ với giới chức châu Âu. Đạo luật kỹ thuật số có hiệu lực từ tháng 2 năm nay quy định rõ nếu một nền tảng trực tuyến lớn như Temu không tuân thủ quy tắc minh bạch thì Ủy ban châu Âu có thể áp mức phạt lên tới 6% tổng doanh thu toàn cầu hàng năm của nền tảng đó. Vẫn chưa ai có thể giải thích được mô hình kinh doanh của các nền tảng bán hàng trực tuyến như Temu hay Shein. Giá bán sản phẩm tới tay khách hàng quá thấp, tới mức thậm chí chưa bằng chi phí bao bì và vận chuyển. Tờ Boxen hôm thứ Ba tuần trước viết, 22% người Đan Mạch đã mua sắm trên Temu trong nửa đầu năm nay. Bài báo đề xuất Đan Mạch và các nước châu Âu phải sớm tạo lập một cơ chế, kết nối cơ quan thực thi pháp luật, đại diện doanh nghiệp và hiệp hội người tiêu dùng để có thể nhanh chóng tìm hiểu bản chất và tìm giải pháp đối phó. Bởi vì theo bài báo, bảo vệ người tiêu dùng chỉ là một yếu tố. Cạnh tranh không lành mạnh gây ra hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp Đan Mạch, đồng nghĩa với phá sản và thất nghiệp. Những món hàng nhập khẩu siêu rẻ chỉ bằng ly cà phê cần phải chịu thuế và tuân thủ tiêu chuẩn như mọi sản phẩm khác thì mới bảo vệ được sản xuất và thương mại trong nước. Đó là một số bài trên báo chí tuần qua. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.